Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Everest nhé. Cũng như thường lệ thì hôm nay cũng đã là ngày mùng 7 tháng 7 rồi. Em xin phép được chia sẻ cũng như là cập nhật lại cái chính sách giá bán mới nhất của dòng Ford Everest này ở cái thời điểm ngày mùng 7 tháng 7 để cho những anh em nào đang quan tâm tìm hiểu cái dòng Ford Everest này có thể nắm được anh em nhé. Thì dòng xe Ford Everest này có 5 phiên bản để cho anh em lựa chọn. Nó bao gồm phiên bản Ford Everest Wildtrak này, phiên bản Titanium 2 cầu, phiên bản Titanium 1 cầu, phiên bản Sport và phiên bản Ampion anh em nhé. Đó. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều các xe có trên thị trường, như là anh em cũng có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là xe Mazda CX-8 này, chiếc xe Toyota Fortuner này, hay là chiếc xe Hyundai Santa Fe đúng không ạ? Thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về giá bán, về trừ khuyến mại tiền mặt, về bảo hiểm phụ kiện cũng như là tính tổng lăn bánh chi tiết tất cả các phiên bản cho anh em. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động thị trường, em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Everest Ambient. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1.099.000.000. Với chính sách giá bán tăng cường ưu đãi cũng như là giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 50 triệu và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa, đặc biệt là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé, vẫn được 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.198.000.000, trả góp thì đang là 312 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.176.000.000, trả góp thì đang là 289 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.158.000.000, trả góp thì đang là 271 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi, còn anh em muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1.178.000.000. Với chính sách giá bán ở thời điểm ngày mùng 7 tháng 7 em cập nhật được thì đang là trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em lên đến trên 50 triệu anh em nhé, trên 50 triệu và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa. Và đặc biệt tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé, 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.285.000.000, trả góp thì đang là 332 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.262.000.000, trả góp thì đang là 308 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.244.000.000, trả góp thì đang là 290 triệu. Với chính sách giá bán cũng như là tổng lăn bánh trên vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó, ở cái thời điểm ngày mùng 7 tháng 7 này, chính sách giá bán nó đã bị co lại thêm một chút so với thời điểm trước rồi, nhưng mà bù lại nó đã tặng thêm anh em giảm thêm cái bảo hiểm thân vỏ cũng như là tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, thì nghiễm nhiên là so với cái mức ưu đãi về tiền mặt và thay vì giảm tiền mặt thì anh em vẫn được tặng bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là bản Titanium 1 cầu. Bản này hiện tại đang có giá là 1.299.000.000. Với chính sách giá bán ở thời điểm ngày mùng 7 tháng 7 em mới cập nhật được thì giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 50 triệu và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản lên đến 30 triệu nữa, đặc biệt là vẫn kèm thêm tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé, vẫn tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.422.000.000, trả góp thì đang là 366 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.396.000.000, trả góp thì đang là 339 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.378.000.000, trả góp thì đang là 321 triệu. Với mức ưu đãi như thế này vẫn còn linh động thêm một chút nữa khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Và giá bán ở thời điểm hiện tại nó đã co lại rồi, nhưng mà xác định là đến
cái thời điểm mà khách hàng lấy xe nhiều là mức ưu đãi nó sẽ bị co lại tiếp anh em ạ. Đó, nên là anh em cân nhắc lựa chọn vào cọc sớm để nhận chính sách tốt nhất ở thời điểm này anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Ford Everest Titanium 2 cầu. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 468 triệu. Với chính sách ưu đãi trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 50 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm 30 triệu phụ kiện anh em nhé. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 610 triệu. Trả góp thì đang là 609 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 580 triệu. Trả góp thì đang là 380 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 562 triệu. Trả góp thì đang là 362 triệu. Với bản Titanium 2 cầu này thì hiện tại bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5, đó là cái bản Ford Everest Wildtrak. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 499 triệu. Hiện tại bên em đang có mức ưu đãi trừ trực tiếp tiền mặt lên đến 50 triệu cho anh em và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé, kèm 30 triệu tiền phụ kiện nữa. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 646 triệu. Trả góp thì đang là 420 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 616 triệu. Trả góp thì đang là 389 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 598 triệu. Trả góp thì đang là 371 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em 5 cái phiên bản của cái dòng Ford Everest ở cái thời điểm ngày 7 tháng 7 em mới cập nhật được cho anh em. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì vui lòng gọi ngay cho em để em gửi chính sách giá bán tốt nhất tại thời điểm anh em gọi cho em anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh, vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.